chú chó đốm ghiền tắm hơn hẳn mọi ngày vì thời tiết quá nắng nóng. Dạo này thời tiết Sài Gòn nắng nóng làm không chỉ Sen mà các bé chó mèo đều không chịu nổi. Thanh niên đốm này trước cũng nổi tiếng vì tắm siêu ngoan rồi, dù cũng không thích tắm cho lắm. Cơ mà dạo này nắng nóng quá nên nó tự dưng thích tắm đột xuất. Anh trai này vừa bưng chậu nước ra để ngâm chân thì cu cậu đã nhảy tót vào trước luôn rồi, nằm chễm chệ như kiểu ra lệnh: Sen, ra tắm cho tao mau. Nó tự nhiên cái thao đem ra, chuẩn bị ngâm chân. Anh nóng có chịu hết nổi rồi, chui vô nằm trước mình luôn chứ. Hay ghê. Ghiền tắm thì cái gì có từ từ thôi chứ làm gì mà gấp vậy. Nó hết tay trên trắng trợn vậy đó, anh chủ cũng đành bất lực nhường luôn. Vì ngồi khuyên nó đi ra thì nó cũng giả ngơ thôi à. Tắm ngày mai tắm chứ mắc cái gì phải chui vô đây nằm chờ. Ôi, xíu cũng phải tắm lại cho mày nữa nè. Mệt ghê á. Mệt. Được mấy hôm mùa hè là đốm nhà ta tự dưng mê nước ghê vậy đó. Thấy Sen cầm vòi xịt nước là đang làm gì cũng bỏ ngang chạy vội ra luôn. Đúng là chó mệnh thủy, bảo sao ghiền tắm vậy. Kim chi Hàn Quốc phanh chăm cũng quá. Nên cái đầu cho các bạn hướng dẫn nhiều các bạn ăn nhé. Không phải rồi chứ họ vừa lỡ phanh chăm mà thành đánh nổ. Ủa có tiếng gì cơ nè. Họ đọc tiếng nhạc cho mọi người nha. Sen xịt vòi nước tới đâu là cu cậu há mỏ ra tát như thật. Hễ nghe chữ tắm là vui mừng quẩy đuôi nhiệt tình lắm. Cư dân mạng xem clip thi nhau vào xin vía chó thích tắm luôn. Anh không? Hả? Anh không? Nhưng đúng là không thể phủ nhận được sự tắm ngoan của em đốm nhà này. Trước đã ngoan rồi, dạo gần đây còn thêm việc ghiền tắm nên mỗi buổi tắm của ẻm chiêu lắm. Tại người cực là anh chủ cơ, mỗi lần tắm cho nó là anh chủ lại phải hóa thân thành nhân viên spa thú cưng, hết massage rồi lại kỳ cọ. Còn anh đốm nhà ta thì chỉ việc nằm nhắm mắt hưởng thụ. Đã cực vậy rồi mà mỗi ngày nó đòi tắm tận vài lần, làm anh trai thiếu điều muốn đưa đốm vô máy giặt để giặt cho nhanh. Đây cũng được coi là tiếp độc lạ cho Sen nào lười tắm chó nha. Năn nỉ Sen tắm cho mình nhiều lần không được mà thời tiết lại nóng quá nên đốm phải tìm đủ mọi cách để tránh nóng. Ban đầu cũng xin anh chủ bật cho cái quạt, một mình một quạt để mát nhất có thể, nhưng hình như không hiệu quả mấy. Thôi kệ, ai nói gì nói, tuy là ở trong nhà này mình không giúp ích được gì hết mà mình còn ăn nhiều nữa. Rồi mình phá nãy giờ mình hơi hỏm một chút xíu rồi à, mà mình cảm thấy vậy cũng không sao đâu, mình cũng ok mà. Buồn thay là đốm lại rơi đúng vào nhà có thằng chủ nghèo nên không có điều hòa, đành phải trốn chủ chui vào tủ lạnh ngồi thế này đây. Nhìn qua lại tưởng nhà này đang bán chó làm mát không đó. Bảo sao tiền điện tháng này của Sen tăng vèo vèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.